chắn là đỡ theo đoạn một cách mới chiếu bản thân như cứ có đoạn một cũng được. Thank you.
dùng tiền mặt trong sổ tay. Hạ tầng kỹ thuật và công nghệ phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt, nên cả thanh toán điện tử sẽ được sử dụng trong đầu tư, mở rộng tầm mắt khi hiệu quả. Hay không thanh toán điện tử như ngân hàng, hệ thống liên thông và đa phần giao trả nợ hàng phổ biến, công thức và an toàn. Thank you.
2, ngoài lắp đặt các thiết bị bảo vệ đầu chi, cơ lè, áp tô mắc, chết được cái này, âm nốt, mẹ, đi nào vào cổ xuống coi, làm gì có, nó đã hạ nhạc.